Trước khi đến buổi họp báo này thì em cũng đã ngồi make up lướt TikTok thì cũng có nghe bài của chị và em muốn thuộc luôn. Trời đất ơi, quý vị có muốn nghe giọng hát của một trong những người đầu tiên mà coi như là em nghĩ đến là cover là Tiểu Vy nha, không phải là một ai khác. Em ơi, bây giờ sẽ đình đám hơn nữa, đình đám hơn nữa ở đây được không? Mọi người ơi, tạo hit giùm em ạ. Vâng ạ. Làn sóng này sẽ râm râm rộ rộ. Nói tối về đấy, tối về là tối về thì hát đấy. Rồi sao nè? Khi mà ngồi xem MV thì giọng của chị Hương là không phải bàn cãi rồi, và có thêm một người em rất là thích nữa, đó là Grady. Hai người kết hợp với nhau thì em rất là thích, và em nghĩ là bài này sẽ chạm đến trái tim của khán giả và sẽ rất là hot hit ạ. Nào, hát nữa nào, 2, 3. Trời hôm nay em nhắc lần. Trời mưa rơi tháng sau. Em hát mọi người có đồng ý không ạ? Không sao. Tưởng tượng mình vừa bị người yêu đá. Ok, lấy bút 2 giọt. Cái này là em, chị Văn Mai Hương không có. Đúng nha, không nha. Văn Mai Hương không hề nhờ Tiểu Vy lên đây để hát nha mọi người. Không. Cái này là em nghe, em vừa nghe thích cái đoạn trong tức tòi. Ok. Hát luôn đây này. Quá dữ rồi. Chút xíu thôi nha. Xíu rồi. Chị Hà Đông rồi nhá. Ngoài trời mưa rơi tháng sau. Ngoài trời mưa rơi tháng sau, trong lòng rất mong biết ta đã mất nhau. Một muốn cùng anh đến nơi ngày xanh, mà tim anh sao nỡ đành. Ngoài trời mưa rơi tháng sau, trong lòng rất mong những hoa tàn nỗi đau. Chúc chị ngày càng xinh đẹp hơn nữa và ra bài nào cũng sẽ hot hit bài đấy, và em tin chắc rằng là bài này sẽ rất là hot hit trong thời gian này và thời gian tới nữa. Dạ, tràng pháo tay cho Trần Tiểu Vy. Yeah, thank you em. Em cũng sẽ là một người cover. Tại vì